Tôi xin chào tất cả các em cần thủ đam mê con cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay Tục Linh là một clip gồm 15.000 câu như này. 15.000 câu này gồm 15.000 câu carbon hàng kiện nhật, thì có một số loại cây sẽ là cắm gốc hàng ba khúc cho anh em đánh lăng xê, và hai cây này hai cây cần lua nha anh em. Rồi đem lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán hàng, nếu hàng lỏng không giống clip em lên đó thì em sẽ ăn lại. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo thì cái thứ nhất em lên người là một cây cần lua dài 3 mét nha anh em, dài 3 mét. Thì cái này độ cứng tầm khoảng L, mà L pen bass pussy nha anh em, ngoại hình tương đối sáng đó, ngoại hình mới nha mọi người. Thêm sức đây đó. Thì cái này là cây T-Pass đó. Thì dạng này cần này của Fuji xuất Nhật nha anh em đó. Pen là pen pussy đá xám đây, pen pussy nha anh em, pussy 30 đây. Thì cái này về cho anh em lua lốc chém đánh nháy hơi nha mọi người đó, dạng mềm nha. Nên anh em về câu chép đó, dạng căn dạng này câu chép là khỏi chê luôn, rất là hay nha mọi người đó. Đọt đọt nó ra tầm khoảng là mà là thôi nha anh em, đọt khá mềm, dài 3 mét. Thì cái này nặng là 230 gram, đọt là 1 ly 7, độ tải mồi từ 3,5 gram đến 21 gram, tải dài từ 4 đến 14 lb. Cây số 1 giá 700 cộng ship nha, còn rất mới nha mọi người. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 em lên cho người một cây cần đai qua, cây này về cho nên đến lóc nha. Đai qua carbon sáng chìm nha mọi người, bát là bát pussy, fan là fan hãng nha nè, fan hãng fan của đai qua. Đó, một cây đai qua chipo đây nè, đai qua chipo nha nè, carbon sáng sáng gần guốc tới ngọn nha mọi người. Đó, bát pussy fan fan hãng. Thì cái này nó tải mồi ra từ 10 đến 40 gram, tải dây từ 10 đến 20 lb, hàng Fuji xuất Nhật. Cây độ cứng MH nha nè, độ cứng MH, cây độ cứng chỉnh, cái này đánh lóc nha, đánh lóc đánh nhát thiệt, bao đánh luôn. Đó, ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nè, còn tương đối mới. Thì cái này nặng là 259 gram, đọt là 2 ly 2. Cái này dài là 2m7 nha nè, dài 2m7, độ cứng MH, chỉnh đánh lóc. Rồi giá công khai cây số 2, giá là 1 triệu cộng ship nha nè. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 là một cây cần một khúc. Thì cái này là một cây cắm gốc mà máy Nhật ảnh đóng xong nó cứng ngắt luôn, rồi thành cần một khúc luôn đó. Thì cái này của Mamisa, hàng của Bangladesh nha nè. Thì cái này số bộ phen là một phen lá đó, lá xít nha mọi người. Nguyên bộ phen lá cực kỳ ok nha nè, buông chống sắn, hàng nguyên xin. Đó, thì càng sao nói với anh em vậy, cắm gốc nhưng mà anh em Nhật làm sao rồi nó cứ ngắt luôn, không rút ra được, bắt là bắt thẳng. Đó, thì càng này về anh em câu thoải mái nha, bao anh em câu thoải mái luôn. Đó, thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, 50. Thì nặng là 230 gram, đọt là 1 ly 7. Giá công khai đây là 750k nè, cộng ship nha. Cây số 3, 750k, cây phen lá, một khúc. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho người là một cây Alpha Taco, hàng Korea xuất Nhật nha nè, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này là một cây cắm gốc, phen là phen Fuji nòng súng đây, đó. Đó. Bô chống sắn, thì bô này được làm lại nha nè, bô chống sắn Fuji, bô này được làm lại. Phen là xít hết nha mọi người, phen xít hết. Thì cây này dài 2m1, nhưng em đo chiều dài thực của nó ra tầm khoảng 2m2 thôi nha anh em. Đó, 2m2 thôi. Đó, đây nè, 2m1 mà em đo chiều dài của nó thực thì ra tầm khoảng 2m2 thôi. Đó. Dạng này anh em về câu trên bè thiền ghê, thoải mái nha. Đầu diệu độ nảy nó cực kỳ cao nè, nó test cho anh em xem luôn. Đó. Phen Fuji nòng súng nha anh em. Đó. Phen nhẫn cực kỳ đẹp nha. Chất liệu rồi liệu carbon. Thì cái này dài 2m02, nặng là 230 gram, đọt là 3 ly, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha nè. Đó, rồi giá công khai là 800k cộng ship nha. Rồi cây số 4, 800k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 em lên cho người là một cây cần cắm gốc hàng đai qua. Đây nè, đai qua bát là bát đai qua nha mọi người, bát là cao đây, holy lock. Đó, phen là phen lá nha mọi người, phen lá. Đó, thì cái này dài 2m anh em, dài 2m, hàng đánh bạo lực, độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120 nha anh em, 100 đến 120.
anh em, sau phen anh em xem phen còn cực kỳ ok cho anh em đó. Phen cực kỳ ok luôn, khá là cứng nha nè. Đây sức của em đè mà còn vậy đó. Thì hàng cắm gốc anh em, hàng cắm gốc ở đây đó. Thì cái này dài 2m, nặng là 280g, đọt là 2 ly 9, đột cứng ra tầm khoảng 100 đến 120 anh em đó. Rồi cái số 5 giá là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu cho cái số 5. Về cho anh em săn hàng đánh trên ghe bè thuyền. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 nên người là một cây phen lá hàng của Shimano đó. Thì cái này ngoại hình nó có xuất sắc cái này đó, ngoại hình xuất sắc nè. Hàng này em chưa vệ sinh cho nên anh em chịu khó vệ sinh giúp em. Thì cây này cứng 30 và 21 phen lá, nguyên bộ phen luôn nha này, nguyên phen lá luôn, buông trong sáng. Phen này có đi keo lại nha mọi người, có đi keo lại. Thì phen nào đi keo lại em báo với anh em đi keo lại, tất cả phần lại ok hết nha anh em. Phen lá, nguyên bộ phen lá xin của nó luôn nha. Thì cái này cứng 30 và 21, hàng chỉnh cho anh em câu cha chép câu trên ghe bè thuyền nha. Anh em có thể lấy lùa lóc cũng được, lùa lóc 2m1 cứng 30 này lùa cũng rất độ ok nha anh em. Vừa lùa. Thì cái này nặng là 240g, đọt là, để em đo đọt cái này là 1 ly 9 nha anh em, đọt 1 ly 9. Rồi giá công khai cây số 6 giá là 1,1 triệu cộng ship nha. Hàng này thì ngoại hình nó có xuất sắc một tí thế nha anh em, không đẹp lắm, ngoại hình ok, giá là 1,1 triệu nha. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho người một cây hàng hạng của Lai Qua, dòng Lai Qua carbon vít cơ, hàng nội địa nè. Thì bát nó là bát titanium như này, bát titanium kéo rất là nhẹ luôn đó, kéo nhẹ mà nó lại dính đó, bát titanium như này. Thì phôi carbon sáng ít đó, sáng ít đỏ nha mọi người. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji, bát titanium. Đó, phen Fuji lỗi sắm, bát titanium. Thì cái này dài 2m4, hàng cứng cỡ 50 nha anh em. Về cho anh em câu trên ghe bè thuyền. Câu động, câu hành. Rất kiểu ok nha anh em. Dạng đánh cảm giác thì khỏi chơi rồi. Ngoại hình tương đối ok nha mọi người. Không mới cũng không cũ. Phôi thì bao anh em ok nha. Đó. Bát thì ok luôn. Thì cái này nặng là 180g, dài 2m4, đọt là 1 ly 4 nha anh em. Đó. Giá công khai là 1 triệu nha. Đó, cây số 7 giá 1 triệu. Cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Cứng 30 50 thôi nha. Đây, test độ cộng cho anh em này. Đó. Dạng đánh bao ok nha. Hàng đây qua hàng hệ nha mọi người. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần 2 khúc. Đó. 2 khúc 2 đọt. Thì cây này là một cây cần của hàng New. Đó. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji dạ quang nè. Hàng Olympic nha nè, tem ở đây, tem này là tem Olympic. Đó, hàng nội địa. Phen là phen Fuji dạ quang nha nè. Đó, phen Fuji dạ quang khá đẹp nha anh em. Phôi là phôi sắn chìm nha anh em, cặp phôi sắn chìm. Bát là bát Fuji. Phôi cái này đánh là khỏi che được, hàng Japan. Cái đánh là khỏi che đâu được nha, ngoại hình tương đối ok nha. Thì cái này 2 đọt, 1 đọt cứng 50 và đọt cứng 80 nha anh em, tùy theo địa hình địa điểm mà anh em đánh. Phen ok hết nha. Thì cái này nặng là 320g, đọt 2 ly 5 á, độ cứng là 50, đọt 2 ly 7, độ cứng là 80. Giá công khai cây số 8 giá là 1 triệu cộng ship nha nè, 1 triệu cộng ship 2 đọt. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 9, một cây càng siêu bạo lực. Thì cây số 9 em lên cho mọi người là một cây lần đai qua Halilock, hàng carbon thay da, dạng carbon vít cơ nè. Đây cặp bóng Vicker hàng hai da. Thì cây này cứng tới 200 nha anh em, cứng 200, dài 2m4. Thì đọt cứng này thì chiên cho anh em câu trên ghe nha anh em, câu máy điện, câu trên ghe, câu biển đánh đáy. Mà anh em ở miền Tây thì dạng săn hàng đó.
thì đồ cứng này chỉ có thích hợp với một số anh em săn hàng thôi, cực kỳ cứng và hiếm luôn. Buộc chống sắn môi chày, phen là phen cầu, phen biển. Voi này đánh thì vô tư nha em, đánh vô tư luôn. Carbon Whisker cứng 200 và 24 đó, phen biển. Bát này qua đời cao đó, cực kỳ cứng nha em. Thì cái này nặng là 440 g, đọt là 3,8 ly, cây số 9, giá là 2,2 triệu nha nè, 2,2 triệu cho anh em đánh biển nha, sân hàng. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 em lên cho người là một cây cần của Suzumi, một cây Suzumi, một thương hiệu của Korea nha anh em. Đó, Suzumi. Thì cái này là bát, hãng, phen là phen Fuji loại xám, phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám. Cái này dài 27, độ cứng là 30 đây nè, dạng phôi, phôi carbon sáng nhất của Suzumi. Ngoại hình còn khá là ok nè. Bu là bu bu Fuji của Suzumi như này luôn nha nè. Sáng nhất của Suzumi nha mọi người. Bát là bát hãng nha nè, bát hãng Suzumi. Thì cái này về cho anh em câu hành, về cho anh em câu lăng xe, anh em câu lăng xe cha chép thoải mái nha. Đó, cái này cứng nặng là 380 g, đọc là 2,2 ly, cây số 10, giá công khai là 700 nha, cứng 30 và 27, về câu lăng xe thoải mái nha, 700 thôi. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 là một cây cần sẵn hàng của anh em. Cây số 1 là một cây cần NFT đó, sẵn Power Lock Carbon Thay Da. Bát là bát Fuji Japan, tem vàng nha anh em, Japan. Cái này cứng 80 và dài 3 m nha anh em, cứng 80 dài 3 m. Thì rất là hiếm cần Nhật mà có một cây sổ cứng dài 3 m nha anh em, toàn là 2,7 m đô lệ thôi. Đó, carbon sắn 2 da nha mọi người. Đó, carbon sắn 2 da. Thì cây này ngoại hình nó có xước xác nha anh em, có xước xác. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám. Bô bô chống sắn. Phen đề ba nó đây, đó. Đây này, dạng carbon thay da nè, sắn là sắn găng guốc nha. Nhìn khá là đẹp. Bô chống sắn nha mọi người. Thì cần này có xước xác nha anh em, đây. Cái dạng chóc lớp sơn bóng đó mọi người. Chóc lớp sơn bóng thôi. Phần này nó đây, nó do nó cạo vào thành thiền á, chốc lớp sơn bóng thôi. Bát xem bên đó, cứng 80 dài 3 m, hàng chuẩn cho anh em săn hàng, anh em lăn xe cha chép thoải mái. Thì cái này nặng là 160 g, đọt là 3 ly. Cái số 1 giá là 1,5 triệu nha anh em, 11 1,5 triệu. Đến lên mấy cây bên đây, mấy cây bên đây là hàng 3 khúc nha anh em, 3 khúc về cho anh em câu lăn xe cha chép. Câu giật bờ biển. Tiếp theo lên cây số 12 cho mọi người. Cây số 12 em lên cho người một cây cần của Temreal. Hàng Temreal, hàng nội địa anh em, Fuji Japan. Cây này cứng 50 và 3 m, 3 khúc. Bát là bát Fuji Japan, hàng Temreal, Temreal nha anh em, hàng nội địa. Thì cái này là cây nguyên cần carbon nha anh em, nguyên cần carbon. Đọt này họ làm cho phát tín hiệu thôi chứ không phải là đọt thấp. Phen bu là bu xít nha, bu xít màu trời. Phen là phen Fuji loại xám. Thì cái ngoại hình ra tầm khoảng 95% nha anh em, cực kỳ mới luôn. 53 m. Góc là góc đối trọng nha anh em, góc là góc đối trọng, khúc này khúc inox nha. Cho anh em cầm đầm tay thôi. Đó, hàng còn cực kỳ mới luôn. Thì cái này nặng 400 g, đọt là 2,9 ly, cứng 50, dài 3 m, giá công khai cây số 12 giá là 1,4 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 nên cho người là một cây cần phen lá, hàng của Taiwan. Cây này cây phen lá hàng Taiwan. Thì cái này em đi keo lại đó, hàng đi keo lại, báo cho anh em đi keo lại đây nè, phen dưới đây em đã đi keo lại nha đó, giống như nó bị rằng thế này nè, nó phen nó giống nhất thôi, em đi keo lại cho anh em luôn đó.
cần đem qua nha anh em, chứ không có lỗi lầm gì hết chứ nha. Đây trên đây em cũng đi keo lại bát là bát đây qua pen là pen lá đó. Thì bán cần ra thì làm anh em ok mới được anh em, nó pen này đi keo lại nha đó. Ngoại hình tương đối ok anh em, ngoại hình nó rất là ok luôn đó, không có xước xát gì nhiều hết, do pen lâu ngày nó bị rỉ sét á, nó nhúc nhích thì em đi keo lại cho anh em. Thì cây này cứng 30 và 3m6, hàng của Taiwan, xuất thị trường Nhật anh em, ngoại hình tương đối ok, không lỗi lầm gì hết đó. Thì cây này què cho anh em câu lăng xê anh em, câu lăng xê câu chép là hết chỗ chơi. Thôi anh em đánh giặt bờ biển câu cha. Thì cái này nặng là 270g, đọt là 1 đi 7, giá công khai cây số 13 giá 1,4 triệu, cứng 30 dài 3m6 nha em đó, cứng 30 và 3m6, giá 1,4 triệu nha em, cây số 13. Tiếp theo là cây số 14, một cây hàng hệ nha em, một cây hàng hệ. Cây số 14 em đang nhận là một dòng cần đai qua hay lóc, hàng carbon Vicker. Thì cái này em bao với anh em ngoại hình tầm khoảng 95% nha anh em, cực kỳ mới luôn. Thì nhìn cái góc nó sẵn găng gút thế này là khỏi chê cái phôi rồi. Bát Fuji tem vàng Japan, hàng nội địa. Thì cái này dài 3m6, cứng 50, sẵn găng gút từ gốc đến ngọn. Đọt của nó là đọt carbon cargo nha anh em. Đó, đọt carbon cargo. Fan là fan sheet. Đánh fan sheet này rất ít là tổng dây nha anh em. Đó, dây nó ra mượt nữa. Im nữa. Carbon sẵn 2 ga anh em, sẵn 2 ga từ gốc tới ngọn nha. Đó, không rõ lầm gì hết. Hàng nguyên zin luôn nha. Carbon Victor đây qua. Hàng bao mới với anh em luôn. Đó. Đầu lỏng đây. Đó, bao mới luôn nha mọi người. Thì cái này dài 3m6, cứng 50. Nặng là 360g, đọt là 2.5 ly. Giá công khai cây số 14, giá là 2 triệu anh em. Hàng này về anh em đánh lăn xe, cha chép giặt từ biển. Sưu tầm. Đó. Lâu lâu mới có một cây đẹp như thế này. Đó. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 em đang cho người quẳng một cây cần nội địa, hàng của Navigato. Đó. Sở hữu bộ phen cũng là bộ phen sheet luôn anh em, bộ phen sheet luôn. Đó. Bát là bát Pussy tam quang, carbon là carbon sẵn đây. Đó, anh em có thấy. Thì cây này cứng 80, dài 3m6. Dạng chỉnh cho anh em săn hàng, anh em săn hàng đánh giặc bờ biển xa bờ. Phen Pussy sheet cho anh em. Đó, ngoại hình rất là ok nha, carbon sẵn. Full sheet luôn. Japan nha mọi người. Hàng nội địa nha, cây Navigato. Thì cái này về chỉnh cho anh em săn hàng đến giặt bờ biển câu lăng xê. Rồi. Thì cái này nặng là 370g, đọt là 2.4 ly, giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. Đó. Cây số 15 giá là 1,5 triệu. Rồi, đó tổng cộng 15 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.